Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình đang có mặt tại Suzuki Nam Á, chi nhánh Lái Thiêu Bình Dương. Và ngày nay mình có mặt ở đây để làm gì? Mình ở đây để xem một chiếc xe thuộc nhãn hiệu Suzuki đời mới 2020. Mình đang có ý định muốn mua cho gia đình của mình để cho những chuyến đi du lịch. Thì đây là toàn cảnh của showroom Suzuki Nam Á. Như bạn có thể thấy là gần như tất cả các mẫu xe hiện có của Suzuki đều được trưng bày tại đây. Đây là sản phẩm Seat 2020, màu đen, một sản phẩm mới nhất của Suzuki. Thế bên đây đó là chiếc Etiga Sport, đó, rất là đẹp, Etiga Sport bản 2020 luôn. Đây là chiếc Celerio màu đỏ, một sản phẩm không quá mới nhưng mà cũng là một sản phẩm rất hot trong cái phân khúc hatchback. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ lựa chọn đó là sản phẩm Suzuki XL7 màu trắng. Đây, phía bên này. Đây sẽ là lựa chọn của mình để cho gia đình của mình trong những chuyến đi du lịch, những chuyến đi dã ngoại. Mình đã ấp ủ từ rất lâu rồi. Và hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu là những cái lý do gì để mình có thể lựa chọn sản phẩm này. Cùng tìm hiểu nhé. Và mình sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu về sản phẩm Suzuki XL7 này. Đầu tiên đó là về phần đầu xe. Như các bạn đã thấy, phần đầu xe thì mẫu XL7 được thiết kế với một phong cách rất là trẻ trung, thanh lịch và nhìn cũng rất là hiện đại. Điểm nhấn của phần đầu xe đó là cái mặt ca lăng này. Đó. Mặt lưới tản nhiệt này thì được thiết kế bằng nhựa, nhưng mà điểm ở giữa đó là hai cái giải được mạ chrome nối liền hai đèn pha. Và trọng tâm ở giữa đó là biểu tượng Suzuki cũng được mạ chrome luôn. Điều này sẽ làm cho khi mà mình nhìn vào thì chiếc xe nó sẽ trở nên sáng hơn và tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Đèn pha của Suzuki XL7 là một chiếc đèn pha được thiết kế và là đèn LED. Đèn xi nhan thì vẫn là đèn halogen thôi. Nhưng mà đèn pha và đèn định vị là đèn LED rồi. Rất là tối ưu hóa cái khả năng chiếu sáng cũng như là khả năng di chuyển. Ở phía bên dưới này đó là cụm đèn phá sương, giúp cho những bác tài đi những cung đường mưa hoặc là đường sương mù sẽ an toàn hơn. Thiết kế của Suzuki XL7, thiết kế cản trước thì được thiết kế rất là cứng cáp và mạnh mẽ. Đây, các bạn có thể thấy. Thiết kế rất cứng cáp mạnh mẽ. Nhìn tổng thể đầu xe, chúng ta có thể cảm nhận được sự cứng cáp, mạnh mẽ mà chiếc XL7 mang lại. Cái nắp cabo của XL7 sẽ được thiết kế khá là chúi xuống, sẽ khiến cho chúng ta khi ngồi ở phía trong ghế lái sẽ có một cái tầm nhìn tốt hơn về phía trước. Về bên dưới nắp cabo này có gì thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về phần động cơ của XL7 nhé. Rồi mình sẽ mở nắp cabo và cùng xem là động cơ của XL7 sẽ có gì. Rồi, thì trước mắt bạn đây là khoang động cơ của XL7. Rồi, bạn có thể quay đấy. Đó. Rồi, về tổng quan thì khoang động cơ của XL7 này thì chiếc XL7 này được sử dụng nó là máy với động cơ 1.5. Công suất của nó là 103 mã lực và cái mô men xoắn tương đại là đạt tới là 136 Nm/m. Thì với cái công suất này thì sẽ đảm bảo cho các bạn những chuyến đi đường dài, những chuyến đi đường đèo luôn luôn ổn định và sẽ chúng ta sẽ không có cảm giác là máy bị yếu, bị hụt. Ngoài ra có một cái thiết kế rất thông minh mà dòng XL7 này mang lại. Đó là hãng Suzuki đã thiết kế cái cổ hút gió này đưa lên phía trên. Điều này thì giải quyết được rất nhiều những cái mối âu lo của quý khách hàng khi mà mình di chuyển đến những cung đường ngập nước và đặc biệt là Sài Gòn. Những vùng nội đô như là Sài Gòn thì mùa mưa này là ngập nước rất nhiều. Và khi mình di chuyển ở cung đường ngập nước ấy, khi mà nước đã vào máy rồi ấy, thì sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy cũng như là cái quá trình vận hành sau này.
thì điều này sẽ là giải quyết cái mối âu lo này của quý khách. À, một thiết kế rất là thông minh đến từ Suzuki. Ngoài ra, cái phần thiết kế của máy là sẽ được thiết kế khi mà xảy ra va chạm cũng như là khi xảy ra việc đụng độ thì phần máy này sẽ tự động hạ xuống dưới và sẽ giảm thiểu lực tác động về phía khoang lái. Cũng là một tính năng rất an toàn mà Suzuki mang lại cho khách hàng trải nghiệm. Rồi. Đó là về phần động cơ của con XL7 này. Động cơ tuy là chỉ động cơ 1.5 thôi nhưng mà lát nữa mình sẽ có một cái video trải nghiệm lái thử để mình xem cái khả năng vận hành của động cơ như thế nào. Rồi chúng ta sẽ tiến đến cái phần thân xe. Rồi mình sẽ nhìn qua một chút về phần thân xe. Đầu tiên đó là bộ mâm của xe. Mâm này thì là thiết kế là mâm đúc hợp kim đa chấu với kích thước là 16 inch. Được cắt CNC nhìn rất là tinh tế, tạo chúng ta cả một cảm giác rất là thể thao, mạnh mẽ. Về phần thân xe thì dọc thân xe là một đường G, tạo điểm nhấn về thân xe khiến chúng ta có cảm giác là một chiếc xe có một cái cá tính rất là mạnh mẽ. Tay nắm cửa là được mạ chrome, cùng với đó là sẽ được tích hợp một cái khóa an toàn. Đèn xi nhan sẽ được tích hợp trực tiếp trên gương, và gương này đặc biệt là sẽ có gập điện chỉnh điện rất là tiện lợi. Và chúng ta có thể nhìn thấy là chiếc XL7 này á, sẽ được tích hợp một cái giá nóc. Đối với như mình, bản thân mình mua xe với mục đích di chuyển cá nhân cũng như là cùng với gia đình đi du lịch, thì cái giá nóc này sẽ là một cái là tiện ích để chúng ta có thể chở thêm đồ, chở thêm rất nhiều đồ đạc mang theo. Tiến đến về đằng sau, chúng ta có thể thấy cái XL7 này nó có một cái khoang cửa sổ dành cho hàng ghế thứ ba khá là rộng rãi, có thể nói là rộng nhất trong cái phân khúc xe 7 chỗ này. Điều này sẽ mang đến cho những cái người ngồi hàng ghế thứ ba có một góc nhìn xung quanh được tốt hơn, được rộng hơn, thoải mái hơn khi ngồi bên trong. Rồi đó là những cái tổng quan về phần thân xe, thì mình sẽ cùng đến phần đuôi xe để xem có gì nhé. Rồi và đây sẽ là phần đuôi của chiếc xe XL7 này. Điều đầu tiên mình cảm nhận được khi mà đến với phần đuôi của XL7 đó là một cái giải đèn hậu. Đó. Giải đèn hậu thì thiết kế là một giải LED chạy hình chữ L. Đó. Đèn xi nhan thì vẫn là đèn halogen thôi, nhưng mà cái điểm nhấn là giải LED này, khiến chúng ta cảm giác như chiếc xe có một khi đi cho buổi tối ấy, nhìn nó rất là có thần thái và rất là có hồn. Logo Suzuki cùng với đó là được trang bị camera lùi và hai cảm biến lùi hai bên. Một điều tạo điểm nhấn cho cái phần đuôi xe cũng như là phần thân xe mà nãy mình chưa nói đó là cái giải nhựa màu đen được chạy dọc đuôi xe cũng như là dọc theo phần thân xe lên phía trước, đó, tạo điểm nhấn cho xe nhìn rất là hài hòa với cái màu sơn của xe. Chúng ta có thể thấy là chiếc xe này ấy, có một mức độ tiêu thụ nhiên liệu là cực kỳ là tốt. Đây các bạn có thể lại gần. Đây là mức độ tiêu thụ nhiên liệu mà được công bố từ hãng Suzuki. 5,47 lít ở cung đường ngoài đô thị, 8 lít trong cung đường trong đô thị và 6,39 lít ở cung đường kết hợp. Như mình là mình sử dụng với mục đích sử dụng vào gia đình thì mình cảm thấy là cái mức tiêu thụ nhiên liệu này là rất là hợp lý, rất là kinh tế. Kể cả là với những ai đang có nhu cầu mua xe này để chạy dịch vụ, chạy taxi ấy, thì mình cảm thấy cái mức tiêu thụ nhiên liệu này là khá là kinh tế. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với mở cốp và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái khoang hành lý của Suzuki này. Rồi đây là khoang hành lý của Suzuki. Khi mà chúng ta không đóng bất kỳ hàng ghế nào xuống thì chúng ta sẽ có sở hữu một khoang hành lý cũng khá là rộng. Bản thân các bạn đi du lịch có thể để vừa hai chiếc vali cỡ nhỏ đây, các bạn mở cái này lên, có thể để vừa hai chiếc vali cỡ nhỏ ở đây. Còn khi mà các bạn gập hai hàng ghế thứ ba xuống này, mình sẽ làm cho các bạn xem một sự rộng rãi, rồi rất là rộng đúng không các bạn? Mình sẽ thử ngồi lên các bạn thấy. Mới chỉ gặp hai hàng ghế thứ ba thôi mà chúng ta có thể chứa được rất nhiều đồ rồi.
Còn bây giờ mình sẽ gập thử luôn hàng ghế thứ hai lên cho các bạn nhìn nhé. Và đây như các bạn thấy, khi mà chúng ta gập hết cả ba hàng ghế vào, chúng ta có thể có một khoang chứa đồ rộng rãi lên đến hơn 800 lít. Với cái khoang với cái thể tích rộng rãi như này thì chúng ta hoàn toàn có thể trải một chiếc đệm vào đây. Và chúng ta có thể hai người lớn nằm lên và có thể ngủ được ở trên này. Rất là thoải mái, rộng rãi. Dành cho những gia đình đi du lịch, đi ra ngoại thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ là tối ưu cho các bạn. Rồi thì mình sẽ đóng cái cốp lại và mình sẽ cùng tiến vào cái khoang lái, à khoang khoang ghế ngồi của hàng ghế thứ hai để mình trải nghiệm về cái không gian của khoang ghế ngồi nhá. Đây các bạn đi theo mình luôn. Rồi hàng ghế thứ hai được thiết kế, ghế sẽ được thiết kế chuyển động lên xuống, ngửa ra rất thoải mái. Mình là một người có cái khổ khổ người khá là to, cao đến 1m75, nhưng mà khoảng cách giữa đầu và trần mình ấy rất là xa, nó chạm đến. Thì hàng ghế thứ hai ấy, khi mà chúng ta ngồi hai người thì chúng ta có thể hạ tấm tì tay xuống để thoải mái, tích hợp một cổng sạc USB. Ngoài ra thì có dàn điều hòa độc lập 4 cổng đảm bảo cho cả hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba được mát mẻ. Rồi. Chiếc XL7 này thì luôn mang lại cho chúng ta một cảm giác là rộng rãi, thoải mái, không khiến chúng ta cảm giác gò bó như một số mẫu mà 7 chỗ mà khi chúng ta ngồi lên thì khi mà cả ngồi cả ba hàng ghế thì hàng ghế thứ hai hoặc ghế thứ ba sẽ cảm giác khá là gò bó và khó chịu. Rồi thì cuối cùng mình sẽ cùng đến với cái khoang khoang lái và cùng tìm hiểu về một số cái tính năng của khoang lái nhé. Thì bạn camera có thể đi sang phía bên kia được không ạ? Thì chúng ta có thể tìm hiểu một số tính năng. Rồi khi mình ngồi vào khoang hành lái của XL7 thì đầu tiên mình cảm giác đó là một sự thoải mái. À, ngồi vào chiếc ghế này cũng giống như mình đang ngồi chiếc ghế sofa tại nhà vậy. Một chiếc ghế được thiết kế với chất liệu là nỉ pha da. Cùng với đó là cái vô lăng được bọc da và với những cái đường ốp vân giả kim loại rất là tinh tế ở đây. Vô lăng sẽ được thiết kế với phong cách là đế cắp thể thao và sẽ chúng ta khi mà lái chúng ta sẽ không có cảm giác và bị vướng với hai đầu gối của chúng ta như này. Ghế thì cũng được tích hợp đó là khả năng tiến ngửa ghế, điều chỉnh độ cao, hạ thấp, phù hợp với những người có những vóc dáng nhỏ hoặc là những người có vóc dáng lớn, mình có thể điều chỉnh cho phù hợp. Với một số tiện ích trên xe thì chúng ta có thể thấy bên này đó là đây nút khởi động start stop, mình sẽ tự khởi động xe lên. Đó, khởi động máy thì nghe khá là êm. Phía bên này đó là các nút chỉnh lên xuống kính, nút gập gương điện, nút chỉnh gương, đấy, chỉnh lòng gương, nút khóa cửa. Trước mặt chúng ta là cái màn hình của XL7. Màn hình này là được màn hình là được tích hợp màn hình lên đến 10 inch, được coi là một trong những màn hình giải trí lớn nhất trong cái phân khúc SUV 7 chỗ này. Thì cái màn hình này chúng ta có những gì? Đó là radio, Bluetooth, FM, USB, Apple CarPlay và Android Auto. Đầy đủ các tính năng giải trí được tích hợp trên màn hình của XL7 này. Phía bên dưới đó là hệ thống điều hòa. Thì XL7 được trang bị ở đó là điều hòa tự động và điều hòa điện tử với hai dàn lạnh độc lập trước sau, tạo cho chúng ta cảm giác là cái dàn lạnh nó tỏa ra xe sẽ nhanh hơn.
Về các tính năng an toàn trên xe ấy, thì cái XL7 này được trang bị gần như là đầy đủ những cái tính năng an toàn mà một chiếc xe SUV 7 chỗ cần phải có và một người tài xế cần phải có. Đó là gì? Đó là phanh ABS kết hợp LED, đó là tính năng khởi hành ngang dốc và phân bổ lực phanh, rồi tính năng cân bằng điện tử, cùng với đó là camera lùi. Đây mình sẽ thử cho các bạn thấy đó là cái camera lùi như thế nào. Đây, các bạn mình nhìn thấy camera lùi rất là sắc nét, mặc dù ở trong này đó là một góc tường khá là tối nhưng mà mình nhìn rất là cảm giác rất là sắc nét. Rồi nhìn tổng quan về cái phần táp lô thì đây, một điểm nhấn về phần táp lô đó là một cái giải kéo dài từ đây qua đến hai cánh cửa, một giải được ốp giải carbon tạo cảm giác nào cái táp lô của XL7 nhìn rất là sang trọng lịch sự. Phía bên này thì có một cái tì để tay rất là tiện lợi, đi đường xa mình đỡ mình mỏi tay này. À, còn một điểm nữa mà mình rất là thích mà mình sẽ lựa chọn, bởi vì đây gia đình mình thì đi du lịch rất nhiều và có một cái hốc để nước mà lại có tích hợp cái gió làm lạnh để qua bên này rất là tiện lợi, lúc nào có nước mát để uống. Ở đó là một những cái tính năng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về dòng XL7, là dòng sản phẩm mà mình chắc chắn sẽ chọn mua cho gia đình mình. Thì đối với những ai mà đang có ý định phân vân mua xe gì với mức giá tầm 500-600 triệu để sử dụng cho gia đình cũng như là để sử dụng đi dã ngoại, đi chơi hoặc là chạy dịch vụ, thì các bạn có thể xem video này và có những quyết định cho mình. Đây sẽ là một sự lựa chọn rất tốt, rất là hợp kinh tế cũng như là khá là thực dụng cho những ai đang có nhu cầu như trên. Mình là Vũ, chào mừng các bạn đã xem cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.